Hello anh em, không biết là anh em nghe rõ không? Ngày hôm nay trời lạnh quá. Hôm nay là chủ nhật thì sau 2 ngày cuối tuần, sau ngày thứ 7 trời mưa và tự nhiên nhiệt độ nó đổ lạnh xuống chỉ còn mười mấy độ ấy. Thành ra cả ngày sáng hôm nay trời cũng mưa và bây giờ thì là buổi chiều. Bây giờ là khoảng tầm 3 giờ chiều chủ nhật thì trời nó mới hửng sáng lên một tí. Là mình tranh thủ xuống dưới sân. Đây là khu sân dưới chỗ mình để quay một vài clip. Trước đây khoảng tầm 1 năm ấy, thì là mình đã đổi từ con điện thoại iPhone 10 lên con iPhone 14. Và mục đích chính ấy, là để nâng cao cái chất lượng quay. Ví dụ như mình hay quay những cái sản phẩm kiểu như thế này ấy, thì rất là cần những cái con máy quay mà có độ chi tiết cao, cũng như là có thể quay cận, zoom được cận vào sản phẩm. Thì mình đã đổi từ con iPhone 10 của mình lên con iPhone 14 và mình rất hy vọng là cái chất lượng của nó sẽ được cải thiện. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì mình thấy là nó có cải thiện thật, nhưng nó không được như ý mình cho lắm. Và mình đã tiếp tục đổi lên một con máy ảnh Fuji. Anh em đợi tí. Máy ảnh Fuji đây. Và mình đã sử dụng con này cũng được tầm nửa năm rồi. Mặc dù là mình đều là tất cả đều bắt đầu từ người mới cả mà thôi. Thì nôm na câu hỏi ngày hôm nay đấy là giữa một cái điện thoại và một con máy ảnh thì con nào sẽ cho ra chất lượng ảnh tốt hơn? Đầu tiên là với điện thoại thì nếu mà so sánh con điện thoại này với cái chiếc máy ảnh mình đang dùng ấy thì đương nhiên là có sự chênh lệch về giá cả. Ví dụ như mình tính giá cũ nhé, tại vì hiện tại thì cả hai đã đều ra mắt khá là lâu rồi. Nó sẽ chênh lệch nhau sẽ khoảng 10 triệu. Và đương nhiên là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp này sẽ cho ra cái nước ảnh nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên ngon hơn đến mức nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Mình sẽ chụp bằng điện thoại trước này. Tất cả mình sẽ chụp ở chế độ bình thường auto hết. Và với góc chụp như này, đầu tiên mình sẽ chụp với camera chính, góc rộng, góc 24mm của điện thoại trước nhé. Vừa rồi thì mình đã chụp một vài pose ở cái bức ảnh ở góc rộng. Đối với trên máy ảnh thì mình chụp ở góc cũng tương đương với 24mm. Nó cũng gần giống nhau thôi, mong là cái khung ảnh nó sẽ không bị khác nhau lắm. Thì ở trên iPhone 14 nó có một cái góc nữa, đó là góc camera X3. Thì nó cũng tương đương với cái góc khoảng 70-77mm ở trên máy ảnh. Bây giờ mình sẽ chụp góc đó nhé, để cho mọi người cùng so sánh xem nó khác nhau như thế nào. Quả thật là chỉ qua một vài cái thử nghiệm nhỏ, mình chỉ chụp một vài cái bức ảnh thôi, nhưng mà chúng ta có thể nhận ra rõ ràng cái sự khác biệt ảnh thu ra từ điện thoại chụp và từ máy ảnh nó khác nhau như thế nào. Và mình có thể chỉ ra một vài điểm cơ bản là như sau. Ví dụ như do cái điện thoại ấy, cái kích thước cảm biến nó không được lớn, cho nên là cái ảnh nó đưa ra nó hơi bị dùng cái từ là bị phẳng ấy. Nó bị phẳng quá và nó không có cái hiệu ứng tiêu cự, tức là nó không có cái xóa phông ấy. Mà tất cả những cái sự xóa phông ở trên điện thoại thì là dùng bằng phần mềm hết cả mà thôi anh em ạ. Thì anh em có thể thấy là những cái con ảnh mà chụp được bằng con máy ảnh của mình như này, thì cái phông đằng sau ấy nó tách biệt hẳn với chủ thể, tách biệt hẳn với cái mô hình của mình, và trông nó rất là điện ảnh. Hơn nữa là độ chi tiết cao. Đó, thì đó là một vài điểm rồi. Ngay bây giờ mình có thể nhận thấy. Rồi thì ở ngay đây mình sẽ ví dụ cho anh em một cái trường hợp mà máy ảnh nó lại hơn, à đâu, điện thoại nó sẽ hơn máy ảnh ở một số trường hợp như thế này. Đây là chủ thể của mình, còn đằng xa kia là hướng mặt trời. Thì trong cái điều kiện này ấy, điện thoại nó lại phát huy được cái công dụng của mình, tức là nó đẩy sáng, nó cân bằng rất là tốt trong bức ảnh. Mình có thể chụp ở đây nhá. Đó, chụp lên xong thì thấy Zolo của mình vẫn rất là sáng luôn. Còn nếu như anh em cầm máy ảnh mà chụp ấy, chụp ăn liền ấy, mà anh em không có kiến thức hậu kỳ ấy, thì mình sẽ chụp cho anh em xem nhé. Thì kể cả là cái bức ảnh của chúng ta đã được máy ảnh tính toán là đủ sáng rồi, nhưng
lúc mà lên ảnh thì Zoro trông vẫn rất là xấu, nó không được no màu, nó không được tương phản cao như ở trên điện thoại, thì vấn đề này xử lý như thế nào? Mình cũng không biết, mình chỉ là nghiệp dư thôi. Thì đó chính là tất cả những lý do vì sao mà nếu mà anh em chơi máy ảnh thì anh em cần một số kiến thức nhất định về chuyên môn. Còn nếu như anh em mà chỉ cần sử dụng điện thoại thì đương nhiên nó chỉ là một cái điện thoại có tính năng chụp ảnh mà thôi. Chúng ta có thể lấy điện thoại ra, giơ lên như này, ấn chụp là nó chụp. Và nếu như anh em để ý kỹ thì cái việc mà chụp ảnh trên điện thoại, tức là nó đã xuất ra một file ảnh JPEG rồi và điện thoại nó đã dùng AI để chỉnh sửa cho anh em một lần rồi, thành ra cái bức ảnh sau khi chụp xong ấy nó hơi khác một tí so với bức ảnh mà anh em ngắm ở trên khung hình trước khi chụp. Để ý mà xem có đúng không. Còn máy ảnh thì khác, máy ảnh nó sẽ cho chúng ta một cái file nó được chất lượng nhất. Và nếu như anh em nào mà có kiến thức về hậu kỳ thì anh em có thể chụp file RAW và sau đó về hậu kỳ kéo màu, kéo thả các thứ thì ảnh nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên level của mình thì hiện tại vẫn chỉ là chụp ăn liền mà thôi, thành ra chắc phải bỏ tiền hoặc thời gian đi học thêm mới được anh em ạ. Hơi ổn nhỉ, không biết là có ổn lắm không vào video clip. Lỡ làm chất lượng ảnh rồi thì thế thì chất lượng quay video thì sao? Ok, làm luôn nhá. Đầu tiên mình sẽ thử quay bằng điện thoại trước. Chế độ quay 4K 60fps. Điện thoại ấy, nó có một cái rất là hay, đó là chúng ta không phải chọn điểm lấy nét. Còn trên máy ảnh chúng ta phải bắt buộc phải chọn điểm lấy nét nếu như chúng ta chọn chế độ auto focus. Còn máy ảnh, còn điện thoại thì đương nhiên là nó thông minh, nó hiểu được là mình cần phải lấy nét vào đâu. Ví dụ như mình đưa ra xa thì sẽ lấy nét ở ngoài xa, và khi mà có cái chủ thể lại gần thì nó sẽ đưa nét lại gần. Như bây giờ mình quay nhá. Rồi, hy vọng là không rung tay. Bây giờ mình sẽ thử lại một shot y hệt như vậy nhưng quay bằng máy ảnh. Lạnh thực sự anh em ạ. 16 độ này mà dưới sân nó gió chứ. Thì đấy, vừa rồi mình đã so sánh, cái idea nó cũng chợt nhảy lên trong đầu mình trong một khoảnh khắc thôi. Thế là mình lấy máy ảnh phi ngay xuống sân để làm cái clip này. Và toàn bộ clip này chắc quay trong 30 phút thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ về dựng và up video lên YouTube anh em nhé. Đừng quên like, share nếu anh em thấy video này hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.